Mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chào buổi tối với tiểu mục Chuyện tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, chó là một trong những loài động vật được con người nuôi nhiều nhất. Không chỉ để giữ nhà mà với nhiều người, chó còn được coi là một người bạn, thậm chí như là một thành viên trong gia đình. Thế nhưng mới đây thì có một sự việc là một đàn chó dữ gồm có 4 con đã quay ra tấn công và cắn xé chủ của mình, làm cho người này suýt mất mạng, làm cho rất nhiều người hoang mang lo lắng. Lo sợ hơn nữa là việc đây không phải lần đầu tiên xảy ra những trường hợp như thế này. Sự việc này cũng khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao từ những con vật hiền lành, tuân lệnh, trung thành bỗng dưng lại quay ra tấn công người chủ của mình như vậy. Việc nuôi các loài chó nhập ngoại ở Việt Nam đang được quản lý như thế nào và các loài chó này hung dữ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong 15 phút tới đây của chương trình. Và xin giới thiệu với quý vị và các bạn có mặt tại trường quay bây giờ là anh Nguyễn Mạnh Hà. Anh Nguyễn Mạnh Hà là giám đốc trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PDS. Anh Hà cũng là người đã có hàng chục năm đã huấn luyện chó nghiệp vụ cũng như nuôi chó ở Việt Nam. Trước khi đến với phần trao đổi, xin mời anh Hà cùng quý vị khán giả cùng chúng tôi đến bệnh viện để gặp lại nạn nhân của vụ 4 con chó dữ vừa cắn chủ vừa mới xảy ra ngày vài ngày trước. Người là chủ và cũng chính là nạn nhân của 4 con chó này là anh Trần Văn Duy, 38 tuổi ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Anh Duy cho biết, gia đình anh nuôi tới 4 con chó, mỗi con nặng khoảng 50 kg. Mục đích nuôi không phải là để kinh doanh. Vào chiều ngày 12 tháng 3, khi đang chuẩn bị cho đàn chó ăn, thì tự nhiên chúng lao vào cắn. Vì có tới 4 con, nên anh không thể chống đỡ được. 4 con chó đều được tiêm phòng dại hàng năm. Ban đầu cầm cái gậy của cái chổi tre ra đập thì gãy. Gãy xong là may có đứa gái nó lấy đôi cái đòn gánh. Nếu không có gậy thì không ai cũng cứu. Không có gậy được, chó chân tay không mà nó coi là nó tự sát luôn. Các bác sĩ ở khoa chấn thương 1 bệnh viện Việt Đức cho biết anh Duy nhập viện trong tình trạng tổn thương ở tay phải và chân phải khá nặng. Rất may các tổn thương không ảnh hưởng đến các cơ và mạch máu. Bệnh nhân đã được tiêm phòng uốn ván và trải qua một cuộc phẫu thuật để can thiệp vết thương phần mềm ở chân và tay. Tôi phối hợp với bên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để phối hợp điều trị cái chó cắn, súc vật cắn nói chung và chó cắn nói riêng như thế nào. Thì bệnh nhân chúng tôi sắp đưa sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để mà hội chẩn. Còn về mặt phần mềm thì chắc chắn bệnh nhân phải trải qua ít nhất một lần phẫu thuật nữa. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Duy đang tiến triển, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã trở về giới hạn bình thường. Bệnh viện Việt Đức cũng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị súc vật cắn như chó cắn, gấu cắn, mèo cắn và gần đây nhất là một trường hợp phải nhập viện vì bị khỉ cắn. Vâng, thưa anh Nguyễn Mạnh Hà, không biết là trong cuộc đời huấn luyện chó của anh thì anh đã bao giờ gặp trường hợp là chó quay ra tấn công lại chính người chủ của mình chưa? Và theo anh thì nguyên nhân gì đã xảy ra cái tình trạng vừa rồi, tức là những con chó rất trung thành, rất là yêu quý chủ mà lại quay ra cắn xé chính chủ của mình ạ? Mấy hôm nay chúng tôi xem cái clip, chúng tôi cũng thấy kinh hoàng, cũng chấn động về mặt tâm lý rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải phân biệt rõ này. Chủ chó có hai loại phân biệt, một loại chủ thật sự và chủ danh nghĩa. Chủ thật sự thì các bạn biết rồi, rất nhiều tấm gương, rất nhiều câu chuyện nói con chó nghe lời chủ, tuân lệnh chủ và sẵn sàng sống chết vì chủ, bảo vệ chủ. Còn chủ danh nghĩa thì không nói được cái gì cả. Đấy, chủ thật sự thì các bạn biết rồi, là nó, chủ thật sự là con chó nó tôn kính, nó kính phục, nó yêu quý. Còn chủ danh nghĩa thì chỉ nhiều lúc chẳng hạn như là mua bán thôi. Anh có đối thể xử. Giải thích rõ hơn trong cái trường hợp này thì anh nghĩ rằng là cái người chủ bị tấn công đấy tức là chỉ là chủ danh nghĩa, tức là tạm thời trong một thời gian, sau đó là sẽ bán hoặc là nuôi tạm hay sao ạ? Không, thế này. Trường hợp này chủ danh nghĩa thì chúng tôi nhìn con chó, chúng thấy là cái thứ nhất là con chó anh nói cũng không nghe. Hai con chó mà không nghe ngay từ đầu tôi thấy là rõ ràng là khả năng nó nguy hiểm cho anh. Và sau này chúng tôi cũng có xác minh lại thì đúng là mấy con chó này không phải anh nuôi từ xưa. Anh không phải nuôi từ bé, anh nuôi nó lớn rồi. Anh có những con mới về nữa. Vâng, có một vài khả năng chúng tôi cũng tìm hiểu thì chúng tôi thấy là có thể là anh ấy đã đem chó đi huấn luyện. Và sau một thời gian huấn luyện thì quay về thì con chó nó chỉ nghe theo lời lời của cái người huấn luyện thôi và chưa kịp quay trở lại quen với cái người chủ hiện tại. Đấy là một trường hợp. Và có vẻ như là những con chó này là được đào tạo để tấn công người, để làm bảo vệ. Khả năng thứ hai là trước đó thì lũ chó hình như đã tấn công một người phụ nữ và anh ấy xông vào anh can và trên người anh ấy có dính máu.
Có lẽ là chính vì trên người có mùi máu thì đã gây kích động cho một con chó, và sau đó những con chó khác thì cùng lao vào tấn công. Theo anh thì những cái phân tích và những cái thông tin này có chính xác không? Tôi thấy này, với cái tình hình như này tôi thấy là không cần huấn luyện con chó vẫn cắn. Với cái hoàn cảnh như thế này, anh vi phạm rất nhiều cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đưa những con chó ra ngoài mà không kiểm soát bằng dọa mõm, không kiểm soát bằng dây cương. Những con chó giữ, con trưởng thành to như thế mà ra ngoài rất nhiều cái kích động. Nếu mà chúng tôi kinh nghiệm này, nếu con chó bị dọa mõm, nó hiền lên rất nhiều. Con chó mà được có dây cương, con chó hiền lên rất nhiều và hoàn toàn kiểm soát được. Nhưng anh không làm như thế. Anh là cái thứ nhất, vi phạm cả về pháp luật mà vi phạm cả mà cái nguyên tắc sử dụng chó. Đấy là cái mà giống chó này vốn chó giữ. Nó các bạn biết rồi, chó là nó xuất phát từ chó sói nên nó rất dễ xảy ra nếu mà để kích động quá lớn mà con chó nó to thế, nó khỏe thế mà giống là cũng là nguồn chó giữ. Còn cái thứ hai nữa là có dư luận nói là anh ấy bảo vệ một người bị nó cắn xong máu dính vào anh ấy. Theo tôi không phải. Tại vì nếu nó cắn từ những anh thì nó cắn ngay cả lúc đấy nữa cơ, chứ không phải chờ vào trong này mà cắn. Này, cái thứ hai nữa là nếu là chủ thật sự không được cắn, chắc chắn như thế. Và tôi chỉ nói luôn, trong bốn con đó có một con chó coi anh là chủ thật sự thì nó cũng bảo vệ anh ngay. Nhưng rõ ràng bốn con này là khi một con cắn, mấy con sau đua theo cắn vào nên xảy ra nghiêm trọng thế. Ở đây có vấn đề là nuôi chó nhưng không hiểu hết về chó, không hiểu hết về những kiến thức về chó, không có đủ cái điều kiện để quản lý chó, kiểm soát chó là rất nguy hiểm. Vâng, thưa anh Nguyễn Mạnh Hà, như anh vừa nói, đó là người chủ nuôi chó nhưng mà chưa hiểu rõ về đặc tính tâm lý của từng loài chó. Vậy thì cũng xin được hỏi luôn là việc tìm hiểu về đặc tính tâm lý của các loài chó có khó hay không? Và anh đánh giá như thế nào về những chủ nuôi chó ở tại Việt Nam hiện nay, là họ có nhận thức đúng đắn về đặc tính tâm lý của những loại chó mà họ đang nuôi hay không? Qua nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu Chó Nghiệp vụ Học viện Nông nghiệp ấy, chúng tôi thấy rõ một điều là con chó là con vật dễ hiểu nhất trong các con vật khác. Nó tâm trạng thấy tâm lý vui buồn các thứ y hệt người. Nên tôi nghĩ là hiểu con chó dễ hơn tất cả con vật khác. Vấn đề con người có chịu để ý không? Và có không thông tin để cho người ta không? Bằng truyền thông, bằng các thông tin khác để đến cho họ và họ có chịu học không? Nhất là những con chó ở nước ngoài. Con chó ở ngoài, chính xác con chó ở nước ngoài nó có tính kỷ luật rất là cao. Hoàn toàn kiểm soát rất tốt. Nhưng con chó ở Việt Nam, con chó ta ấy, mới khó kiểm soát. Nên để những trường hợp xảy ra tôi nghĩa là 100% hoàn toàn do con người hết. Vâng, xin cảm ơn anh và chúng ta sẽ còn tiếp tục câu chuyện ở phần sau của chương trình. Vâng. Vâng, chó nuôi nguy hiểm là thế, nhưng bây giờ đi vào bất cứ con đường hay là công viên, khu vui chơi công cộng nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những con chó có ngoại hình hung dữ đang ung dung đi dạo, thậm chí là chứng kiến cả những cảnh những con chó dữ lao vào cắn xé nhau đến chết. Không quá khi nói rằng ở giữa chốn thành thị văn minh mà người dân đi ra đường lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, sợ từ con chó sợ đi. Pitbull, Bét Dê, Rottweiler. Đây vốn là những giống chó hung dữ, có khả năng gây sát thương cao. Nhưng lại vô tư cùng chủ đi dạo ở nơi công cộng. Và đương nhiên, chúng không được dọa mõm. Vào những chỗ tập trung đông người như thế này, sợ chó nó có thế nào đi chăng nữa lại gây ra tai họa. Chúng là nhìn thấy những con chó mà nó không có dọa mõm thì mình rất là sợ. Lo ngại đó không phải là thừa, bởi cách đây không lâu, một con chó Pitbull đã cắn chết một con chó khác ngay giữa ngã tư Hà Nội. Không ai có thể khống chế được con chó Pitbull kia, kể cả người chủ của nó. Và không ai biết khi nào những con chó cưng này sẽ tấn công những người xung quanh. Con Pitbull ý, thì thực ra nó là con chó trọi. Công bằng mà nói thì nó rất dữ, đặc biệt với chó. Đấy, và mình có một lời khuyên đến những cái bạn trẻ nuôi chó Pitbull ấy, là khi dẫn chó ra đường thì các bạn nên dọa mõm chó vào để đảm bảo cái yếu tố là an toàn cho cộng đồng. Mặc dù đã có quy định khi đưa chó ra nơi công cộng phải có người dắt và dọa mõm, thậm chí theo nghị định 73, người nuôi sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chó của họ gây thương tích cho người khác. Nhưng trên thực tế, với nhiều người, giá trị kinh tế của những con chó này mới là điều họ quan tâm.
Tôi được biết rằng là trong vụ mà bốn con chó tấn công chủ ở tại Phúc Xá, Hà Nội thì có hai con thuộc giống Doberman và hai con thuộc giống Rottweiler. Đây là những giống chó rất hung dữ và vốn được huấn luyện để phục vụ trong quân đội hay là ở trong kiểm lâm. Tuy nhiên thì hiện lại đây lại là hai giống chó mà rất được nhiều người dân ở Hà Nội nuôi tại nhà. Theo tìm hiểu của ông thì nguồn gốc những giống chó này từ đâu? Những giống chó này là giống chó của Đức. Giống chó Đức là nước rất không những chỉ ô tô nổi tiếng mà Đức là những giống chó nổi tiếng nhất thế giới. Còn tôi suy nghĩ là những con chó từ khi mở cửa giờ rất nhiều giống chó vào Việt Nam mà có thể nói là lực lượng vũ trang và an ninh quốc phòng được dựa vào rất nhiều. Hầu hết các nước trên thế giới đều dựa vào nguồn chó ở nhân dân ra. Đấy, vấn đề là đấy, như các bạn biết là người ta ứng xử như nào, dạy dỗ chó nào, cung cấp chó nào thôi. Còn thực sự cần thiết, như ở Nga chẳng hạn có một hội là hội Đô Sáp nổi tiếng về nuôi chó và giúp Hồng Quân Liên Xô rất nhiều trong chiến tranh. Vâng. Nên ta không phản đối nhiều quá với cái chuyện này. Vấn đề là kiểm soát và pháp luật nhà nước duy trì chứng chỉ đúng hay không, đưa ra hết rồi chứ không thực hiện. Tôi có nghe nói là có rất nhiều giống chó hiện đang được nuôi hiện nay thì được nhập khẩu từ Trung Quốc. Và có những con được nhập từ Trung Quốc thì khác gì với những con chó khác được nhập từ phương Tây không thưa? Tôi cũng biết mà tôi cũng tham gia. Tôi thấy chó Trung Quốc ấy khác chó Việt Nam, cái thứ nhất là giá rẻ hơn các nước ở phương Tây rất là nhiều. Thứ hai là những con chó xuất phát từ nguồn gốc phương Tây thì chó Trung Quốc chất lượng không bằng, kém xa. Còn cái thứ ba là Trung Quốc có một số chúng chó đặc trưng của Trung Quốc như chó Cao Tạng thì cực kỳ dữ, rất là nguy hiểm. Tôi biết là ở có một số nước trên thế giới thì có những quy định nhất định về việc là nhập khẩu hoặc là cấm nhân giống một số giống chó hung dữ, thì không biết ở Việt Nam chúng ta có những cái quy định như vậy không thưa ông? Tôi thấy là pháp luật Việt Nam hiện nay gần như là đủ rồi đấy, không cần phải nêu lên đâu. Vấn đề là ta thực hiện đúng hay không thôi. Chứ còn cái hiện nay theo tôi biết chỉ mỗi Đức, mấy trăm nước mà có mỗi Đức là cấm nuôi chó Rottweiler ở ngoài dân. Còn đâu các nước khác đều nuôi hết. Và Mỹ là nước nuôi nhiều nhất thế giới thì họ an toàn rất là nhiều. Vâng, quay trở lại với cái thông tin chó Trung Quốc thì tôi được biết là có những cái giống chó Trung Quốc ấy, khi mà nhập vào Việt Nam thì hoàn toàn là không được kiểm soát. Ngoài những vấn đề như thuần chủng hay là về giống chó ra thì thậm chí là có những cái giống chó, có những cái nguồn thông tin rằng là chó Trung Quốc thì dễ bị điên hay là dễ bị dại, thì có phải như vậy không ạ? Điên hay dại thì tôi chưa thấy, nhưng những bệnh khác này vô cùng nhiều và chết rất là nhiều. Mà hàng năm theo tôi tính là Việt Nam nhập khẩu chó vài chục triệu đến hàng trăm triệu đô về chó cảnh và các loại chó khác rất là nhiều. Vâng, thưa ông, tôi có một người bạn định cư ở nước ngoài, sau vài năm thì quay trở lại Việt Nam và bạn tôi thì rất là ngạc nhiên khi thấy là nhất là ở các thành phố, nhà nhà nuôi chó nhập ngoại, người người nuôi chó và chó nhập ngoại có vẻ như đang là một cái xu hướng rất là thời thượng để thể hiện đẳng cấp của những người giàu. Ông thấy sao về xu hướng này và có phải là có một cái xu hướng là giàu khoe chó khó khoe con hay không ạ? Cũng có xu hướng đấy, nhưng không phải chủ yếu. Chủ yếu là người ta yêu quý những giống chó đặc biệt, những giống chó chất lượng cao và những giống chó lạ thế giới. Cái này nhiều lĩnh vực khác người ta cũng thà làm thế chứ không phải mỗi con chó. Cái thứ hai nữa là vấn đề là vẫn là sử dụng như nào, nuôi dưỡng nào. Và một điều nữa là kinh tế. Tôi có thể nói là hiện nay là ít nhất 50% những người nuôi chó, nhất là những chó gió giữ là làm kinh tế. Ít nhất là 50%, còn chó cảnh thôi không ạ? Tại sao họ làm kinh tế bằng cách như thế nào? Ông có thể nói rõ hơn được không? Nhu cầu Việt Nam hiện nay, nhu cầu chó bảo vệ gia đình rất là lớn. Mà thứ hai nữa là nhu cầu của các lực lượng vũ trang rất là lớn, nhu cầu của các ngành khác rất là lớn. Thành ra là người ta có nuôi. Thứ hai, một điều nữa tôi cảm giác như là dân mình hơi hiếu chiến. Đấy. Thành ra là cũng có muốn có con chó để bảo vệ, vâng, để thể hiện. Ta sẽ quay trở lại cái vấn đề ban đầu khi mà ông nhận xét về cái trường hợp mà bốn con chó tấn công cái người mà ông, theo như ông nhận định là không phải là chủ thực sự. Đúng là người chủ thực sự thì bao giờ cũng dành tình thương và dành thời gian cũng như tìm hiểu. Như vậy là như ông nói, một cái số lượng là gần như là 50% những người ở Việt Nam hiện nay nuôi chó nhập ngoại là vì kinh tế. Như vậy là họ không phải là chủ thực sự, họ nuôi để họ kinh doanh và họ nuôi để họ bán lại cho những người khác. Vậy thì theo ông làm như vậy thì có nguy hiểm hay không khi mà một cái số lượng người nuôi chó không phải là chủ thực sự như vậy? Không, ta phải phân biệt rõ một chút này. Những người kinh doanh
thì những người kinh doanh chuyên nghiệp ấy thì người ta kiểm soát chó rất tốt, người ta cũng yêu quý chó như con người ta và chó cũng yêu quý người ta lắm. Mà còn những người mà gọi như là amateur và không hiểu biết và thấy người ta nuôi sinh sản con chó được lãi là cứ xông vào nuôi, không hiểu hết cái nguy hiểm, không hiểu hết những cái khó, những cái vất vả và những cái phức tạp hơn. Giống như các bạn đã biết từng hồi chó Nhật ấy, là một cái cơn bão chó Nhật trước đây như thế nào thì bây giờ cũng dạng dạng như thế, không hiểu biết, đây rất là nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức thú vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, không thể phủ nhận rằng những con chó nuôi thì không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ nhà mà còn như một người bạn, như một người thân trong gia đình. Tuy nhiên thì cũng có không ít những trường hợp đau lòng do chính loài vật gây ra và nạn nhân có thể là những người hàng xóm, trẻ em, thậm chí là chính người chủ của chúng. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những tai nạn đau lòng này, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những người nuôi chúng và việc nuôi chó giữ một cách tự phát hay chạy theo xu hướng để thể hiện đẳng cấp mà không có những hiểu biết đầy đủ về loài vật này đã làm tăng thêm cho xã hội một nguy cơ. Vâng, cuộc trao đổi giữa chị Thu Thủy cùng với chuyên gia Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ PDS cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.